Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ban Dân vận huyện ủy Tam Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023 và tuyên dương những điển hình dân vận khéo giai đoạn 2021-2023. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ôn lại truyền thống dân vận của Đảng 93 năm qua đã khẳng định vai trò to lớn và hết sức quan trọng của công tác dân vận, mang lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong đó có phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo sức lan tỏa, tác động tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2023, toàn huyện Tam Bình có trên 23.600 mô hình tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Tam Bình trong công tác dân vận. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, huyện Tam Bình tiếp tục phát huy nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả từ phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể nhằm đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình khen thưởng cho 10 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2023. Chiều qua, huyện Long Hồ tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương khen thưởng Ban Công tác Mặt trận và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp khóm giai đoạn 2019-2023. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ấp khóm trên địa bàn huyện Long Hồ đã tích cực chủ động đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Các phong trào vận động do Mặt trận Tổ quốc huyện phát động đã từng bước đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân, đồng thời gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào đoàn kết sáng tạo. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay toàn huyện có 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó, hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục chiếm trên 95%. 111 trên 112 ấp khóm đạt danh hiệu văn hóa chiếm tỷ lệ trên 99%. Giai đoạn 2019-2023, Ban Công tác Mặt trận ấp khóm và các tổ chức thành viên ấp và Ban Nhân dân ấp vận động trên 38.000 phần quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn với tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng, xây dựng 456 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trị giá trên 12,4 tỷ đồng. Dịp này có 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động giai đoạn 2019-2023 được biểu dương khen thưởng. Vào chiều ngày hôm qua, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vĩnh Long tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2023 và tuyên dương các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện năm 2023. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng với sự phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Những năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên thành phố Vĩnh Long không ngừng phát triển. Hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn thành phố ngày càng được đổi mới về nội dung, sáng tạo về hình thức, kịp thời lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp ý nghĩa, hiệu ứng tốt đẹp đến cán bộ, hội viên, thanh niên và cộng đồng xã hội. Các hoạt động của hội thu hút nhiều lượt cán bộ, hội viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa được cộng đồng xã hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện năm 2023 đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vĩnh Long khen thưởng.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức khai mạc hội thi trực tuyến học sinh Vĩnh Long tham gia tìm hiểu kiến thức bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng năm 2023. Theo ban tổ chức, hội thi học sinh Vĩnh Long tham gia tìm hiểu kiến thức đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng năm 2023 dự kiến thu hút khoảng 12.200 học sinh tham gia ở hai cuộc thi, bao gồm cuộc thi dành cho học sinh trung học cơ sở và cuộc thi dành cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Thời gian tổ chức hội thi trong 10 ngày, từ 9 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023. Các học sinh sẽ thi trắc nghiệm bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm tại trang web hoithi.vinhlong.gov.vn. Trong đó, nội dung dự thi xoay quanh tìm hiểu kiến thức chung, chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương và địa phương về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, các rủi ro, nguy cơ khi sử dụng Internet, các kỹ năng cần thiết để trẻ em tham gia môi trường mạng an toàn, cách thức xử lý, tìm kiếm hỗ trợ khi bị xâm hại trên môi trường mạng. Qua đó nhằm trang bị các kiến thức kỹ năng số cho học sinh theo từng độ tuổi, biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, bảo vệ bản thân trước các nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng, đồng thời giúp các em an tâm khi sử dụng, khai thác Internet để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập. Thưa quý vị, tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, lễ Sendonta năm nay, nhiều gia đình đồng bào Khmer có thêm niềm vui vì được hỗ trợ tiền xây cất nhà mới. Theo đó, có 10 hộ dân ở xã Tân Mỹ được hỗ trợ tiền xây cất nhà tránh trú bão với số tiền mỗi hộ là 50 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong nội dung diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trà Ôn năm 2023. Trong này có 4 gia đình là đồng bào Khmer. Ngoài ra, từ các nguồn vận động khác, huyện Trà Ôn còn hỗ trợ kinh phí cho 48 hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tân Mỹ xây dựng nhà mới, trong đó có 26 hộ đồng bào Khmer. Hiện tại thì nhiều căn nhà đã hoàn thành, người dân đã dọn vào nhà mới sinh sống, số còn lại đang tiếp tục xây dựng. Việc hỗ trợ kinh phí xây cất nhà mới cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Mỹ, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer, giúp các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, an cư lạc nghiệp, tạo động lực để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở giúp xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đua bò 7 núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 đã khai mạc tại khu thể thao du lịch Tà Bạ Xoài Chét, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm được luân phiên tổ chức tại huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào dịp lễ Sendonta của đồng bào dân tộc Khmer. Tham dự Hội đua bò 7 núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023, có 56 đôi bò được tuyển chọn từ các huyện Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, thị xã Tịnh Biên của tỉnh An Giang và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là một trong những hoạt động chào mừng lễ Sendonta của đồng bào dân tộc Khmer, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và thu hút đông đảo du khách đến với An Giang. Sau khi bốc thăm, từng đôi bò tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp, đôi nào thắng sẽ thi đấu ở vòng tiếp theo. Hội đua bò 7 núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 có tổng trị giá giải thưởng hơn 100 triệu đồng, trong đó đôi bò đạt giải nhất được thưởng 30 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Ngoài các giải nhất, nhì, ba, tư và bốn giải khuyến khích, ban tổ chức còn trao một giải tài xế giỏi cho người điều khiển bò đua đạt thành tích xuất sắc. Chiều qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã đăng cai tổ chức khai mạc hội thao cụm thi đua thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc Sông Hậu năm 2023. Tham gia hội thao có hơn 100 vận động viên là cán bộ viên chức ngành thanh tra các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An. Các vận động viên tham gia thi đấu các bộ môn gồm cầu lông, bóng chuyền hơi và chuyền bóng bàn chân. Đây là dịp để cán bộ viên chức ngành thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc Sông Hậu gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và tạo phong trào thi đua rèn luyện thân thể, đồng thời trao đổi học tập kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Sáng nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức hội thao kỹ thuật nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngành Kho bạc Nhà nước năm 2023.
Tham gia hội thao có 8 đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội tham gia hội thao thực hiện 2 phần thi với 4 thành viên. Đội hình 100m dự chứng ngại vật, chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản. Đội hình 400m tiếp sức, dự chứng ngại vật, di chuyển tài sản và dập tắt đám cháy. Thông qua hội thao nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó góp phần xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở chủ động, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan tổ chức. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến hết quý 3 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.205 tỷ đồng, với 95.850 hộ vay vốn. Tín dụng chính sách từ đầu năm đến nay đã kịp thời hỗ trợ, duy trì và mở rộng, tạo việc làm mới cho hơn 4.600 lao động, tạo điều kiện cho 293 lao động được vay vốn đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động có thời hạn, giúp 883 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng hơn 25.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn, cho vay xây dựng 52 căn nhà ở xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đã phát huy hiệu quả, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn tạo sinh kế, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế xảy ra tình trạng tín dụng đen trên địa bàn. Vụ lúa thu đông năm nay, nông dân tỉnh Vĩnh Long xuống giống hơn 35.800 hecta. Sau thời gian thu hoạch lúa xuống giống đợt 1 với diện tích khoảng 5.000 hecta, thì trong những ngày qua, nông dân trong tỉnh tập trung thu hoạch lúa xuống giống đợt 2 cũng là đợt chính vụ với diện tích khoảng 25.000 hecta. Thu hoạch lúa đợt này tập trung nhiều ở các địa phương như huyện Tam Bình, Long Hồ, Bình Tân và thị xã Bình Minh. Hiện giá lúa thương phẩm đang ở mức cao nên thương lái thu mua dễ dàng và nhanh chóng vận chuyển đến các nhà máy xay xát. Giống lúa gieo xạ phổ biến ở vụ này là OM5451 với giá bán từ 150 đến 165.000 đồng một giạ, tùy từng vùng và tùy vào thời điểm chốt bán với thương lái. Nhìn chung, năng suất lúa tươi giống OM5451 đạt khá, từ 25 đến 30 giạ một công. Trong khi đó, giống lúa OM18 cũng được nông dân gieo xạ nhiều, với giá bán cao hơn từ 2 đến 3.000 đồng một giạ, nhưng năng suất thấp hơn. Dự kiến diện tích lúa thu đông xuống giống đợt 2 trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10 này sẽ thu hoạch xong.